Hello anh em, và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series, đó chính là Dream City nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Chúng ta sẽ bầu thôi nào. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện mới, một sự kiện về Trung Hoa anh em ạ. Nó diễn ra trong vòng khoảng 3 ngày. Cái này thì có map ở trên hội mấy game và truyện tranh nhá. Mình sẽ để link ở phía dưới phần comment. Anh em chỉ cần tham dự hội mấy game và truyện tranh là sẽ có map để đi con này thôi. Mình rất thích cái con này, đó chính là con Kyokushin. Có hai cái quầng lửa xung quanh nó, hai viên ngọc lửa. Ai chà, không biết mình có lấy con này được không ta. Hy vọng ta sẽ có thể lấy được. Mình sẽ cho anh em xem cái map luôn nhá. Đi không xem rồi. Bó tay rồi. Bây giờ thì không thể xem được cái map rồi. Mình muốn quay màn hình mà nó không cho quay. Muốn cho anh em xem cái map luôn đấy. Thì ta sẽ quay cửa sổ xem. Chắc là quay cửa sổ cũng được. Chắc vẫn ok. Đây, hội mấy game truyện tranh đây. Ồ, nó không lên được anh em ạ. Nó bị lỗi rồi. Thôi, tắt nó đi vậy anh em. Mình sẽ để cái link cho anh em tự vào và khám phá nhá. Rồi, chúng ta sẽ mở cái này lên nào. Đây là sao có dành cho những cái map. Map nào đây? Đây, map này để lấy Legendary rồi anh em, chắc chắn luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm map tổng số coin, đó chính là 600 coin. Trong vòng 8 giờ một ngày sẽ được là 1800 coin. Đấy. Thì tổng cộng là 5840 gì đó. Thấy nó bảo thế, thấy ghi ở trên cái map như vậy. Nhưng mà đây là map gì? 5.375 với thêm 450 coin, chắc là xem quảng cáo nữa chăng? Có lẽ là vậy. Không biết là map nào là map legend, map nào có dòng ở giữa cực kỳ chất. Có dòng giữa thì cực kỳ đẹp rồi anh em. Nhưng mình không biết là hai map này có gì khác nhau không. Khác nhau đấy anh em ạ. Map nào Android ta? Map 1 là map Android. Ok. Rồi mình có map rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi nhá. Mình lấy được coin rồi, bây giờ mình sẽ đi thôi. Không biết mình đang ở đâu. Đi thẳng lên trên. Rồi chúng ta sẽ đi lấy mảnh con này đã anh em ạ. Cái map này hướng dẫn là chúng ta sẽ đi lấy được hai con cơ. Chúng ta sẽ bỏ dòng Shaolin nhá. Và chúng sẽ lấy được con Kyokushin và lấy được con Ju Dragon này. Phải đi đúng chính xác, nếu mà đi sai là phải mua thêm coin. Đấy là điều chuẩn. Chúng ta cần 3 bước để thử xem, 3 bước để lấy cái mảnh này à, đúng không? Một này, đấy chưa? Chuẩn bài phết anh em ạ. 2 này, 3 này. Đấy, đây là tên mảnh đầu tiên của Kyokushin rồi. Mảnh đầu tiên này, xong bây giờ ta sẽ chạy thẳng sang 1, 2, 3, 4. Xong rồi lên trên. Rồi, ok, anh em theo mình cũng được nhá. Đúng nha, để xem lại cái map nó chuẩn nhất có thể đã. 1, 2, 3, 4. Ok, có 3, 4 bước đi rồi. 1 này, 2 này, 3 này, và 4 bước này là xong. Đi thẳng lên trên anh em ạ, đúng không? Đúng rồi, chính xác. 120 mảnh, cho sẽ có thể lấy được 2 con à? 2 con hay 1 con ta? Theo như cái map này nó bảo thì sẽ lấy được 2 con, và hy vọng là như vậy. Chúng ta lấy được hai con thì quá đẹp. Một con mới, gần như là nó cho mình chúng ta con này Kyokushin, thỉnh thoảng phải cho con rồng mới chứ nhờ. Với con Ju Dragon đấy, lấy hai con này nữa là ngon, hợp lý nhờ, hợp nhưng mà nó lý luôn, quá hay. Có ai đổi xeo không? Anh Thành làm nhiệm vụ băng hội đi á, full rồi em ạ. Nhiệm vụ băng hội anh cũng muốn làm nhưng mà nó bị full rồi, nên anh không thể làm nữa rồi. Đây này, full điểm rồi. Đây này, full điểm rồi anh em. Mấy hôm mình nghỉ là không làm được tí nhiệm vụ nào luôn. Bây giờ mình không được cái PTS nào luôn đấy anh em ạ. Đảm bảo luôn đấy, chắc chắn đấy. Bây giờ mình thử cho anh em xem cho cái này mà dùng mất khoảng 8 game. Cái này là breeding à? Nhiệm vụ nó nhiệm vụ hatching chứ không phải nhiệm vụ breeding. Đây nhiệm vụ hatching cơ. Hát trứng cơ. Bây giờ mình cũng không có rồng để hát trinh nữa rồi. Đây mình có con đâu có thể hát trinh ra được. Nhưng mà sấm sét,
sấm sét và hệ pua. Chúng ta có môi trường sấm sét không ta? Chúng ta sẽ ném vào môi trường hệ sấm sét đi đã, xong rồi tính sau. Sấm sét đâu nhỉ? Môi trường sấm sét, đây là môi trường hệ pua rồi. Đây là môi trường hệ lai à, không phải môi trường hệ pua. Môi trường là môi trường sấm sét à anh em? Pua đây. Pua rồi, mình đang gần như là mắc cái pua rồi. Chắc sẽ bán cái con này đi nhá, con này có thể mua được. Bán thôi, xong rồi cho này vào để xem có được coi không. Không được, chắc chắn sẽ không được rồi. Đấy, mình không được điểm nào luôn đấy. Tại vì là full điểm của anh em rồi mà. Island Chat này. Không được một tí điểm mà luôn. Đó, tại vì là full hết điểm rồi anh em. Rồi, chúng ta sẽ sau khi làm xong cái nhiệm vụ ở phía dưới chỗ này thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái phần khác để xem có quest gì không. Chúng ta vẫn có... Ui, đấy coi này. Không phải xem quảng cáo mà phải đánh cái này để lấy coi nha anh em ơi. Chúng ta phải đánh cái này thì mới đủ coi được. Rồi, ok, chúng ta sẽ chọn những con rồng chúng đang luyện tập nhỉ. Con nào ta? Con nào muốn luyện thì cho vào đây. Còn Transmute Station đây, có một con đấy anh em, được rồi. Nếu mà xem như thế này thì làm nhiệm vụ được thêm khoảng 450 coin nữa. Nhưng mà không biết là tổng cộng là đi hết bao nhiêu coin ta. Bao giờ có vậy. Map 2 cho PC. Ô, PC mình là không biết là map nào. Mình là map Android à. Ồ, xong cái sự kiện này là cuộc đua Heroic nha anh em ơi. Dã man thật sự, lại cuộc đua Heroic à. Tầm khoảng 3-4 ngày nữa lại cuộc đua Heroic rồi anh em. Nhanh vẽ tèo. Đua Heroic liên tọi luôn anh em ạ, liên tục luôn. Thế chúng ta không thể nào ngừng nghỉ được. Quillen là con mèo. Này mèo này, xong. Khá là nhanh. Hào hụt team này rất là nhanh. Fork Coin Quest, Chi Quest không làm rồi. Đấy khoảng 6 tiếng nữa. Bây giờ nó sẽ tương đương với khoảng 5 giờ thì 6 tiếng à. 6 tiếng thì còn tầm khoảng 11 rưỡi. 5 rưỡi thì tầm khoảng 11 rưỡi mình sẽ có thể làm thêm một lần nữa này. Đang là phải đợi thêm. Hy vọng ta sẽ có thể lấy thêm được nha. Ok, xong cái nhiệm vụ đấy thì Arena. Ồ, chưa hết à? Ngày mai mới kết thúc cái Music Battle này à? Ồ, thì ra là vậy, ngày mai mới kết thúc nha anh em. Không phải hôm nay đâu, mà là ngày mai. Ngày mai nha. Rocio Mad Dance, Zena, Kaiser. Ok, team này thì cũng rất là nhanh thôi. Mình hạ cục cực kỳ nhanh. Tại vì được tăng công mà. Tăng công từ chiêu đầu tiên 60% đam. Một hit nữa làm bé này bay. Bay màu này cưng. Chạy đâu? Chạy đâu ta thoát. Arena đã xong nha anh em. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3. Đấy, 40, 40 và 50. Rất là nhanh thôi. Puro Swap này, Pua Line này, 84.000 máu này, Super Sonico, rồi, 51.000, 51.000 máu, chúng ta sẽ dùng băng với lửa bên này nha anh em. Đấy. À, nước chanh uống mát thật sự. 45, 40 và 40. Ok, mình chiến đấu thôi. Bên này thì nó sẽ là chiêu con đây, chiêu Rush đây. Tấn công phát, một hit này. 144k. Bên này sẽ 51k. Bên mình tấn công Primer. Mình không có Drive Primer anh em ạ. Thì mình sẽ dùng chiêu Polar anh em. Như này nha. Boss Linka. Ok, vẫn đánh được anh em ạ. Chúng ta vẫn hủy diệt được nó anh em. 60% đam nữa này. Đấy, 101k. Tốt rồi. Rất hay. Rất là mạnh nha. Rồi, ok. Chúng ta sẽ còn 3 trận trong này nữa. Không được kiếm cái hòm à? Thì đánh nốt lấy điểm thôi anh em. Xong còn đi luyện tập skill nữa. Khá nhiều thứ phải làm trong này. 60% đam này. Không chết ạ. Khỏe nhờ.
Mày khỏe thế? Này, châu thật sự luôn. Rồi, 60% làm tiếp này. Chạy đâu? Ồ, con này khắc hệ, con này bị khắc hệ anh em ạ. Đánh tầm khoảng 200.000 máu, đánh phát tầm khoảng 200.000 máu. Châu thật sự. Nhưng mà chúng ta không được cái hòm rồi. Chắc chắn lần này không được cái hòm rồi. Vẫn còn Origin à? Bây giờ vẫn còn Onigiri à? Bé bánh gạo vẫn còn này. Tấn công anh em, 98.000, một bé nữa. Một chiêu nữa sẽ là bay. Bay màu này, thấy chưa? Onigiri 96.000 máu à. Tấn công thôi. Quá nhanh, con này thì 77.000 à. Tiếp tục là thêm 60% đam nữa là 103k. Đấy, rất là mạnh. Chúng ta đã xong nhanh em. Bây giờ ra xuống dưới bên này nữa là một trận. Bên này vẫn có Big Hurt này. Vẫn có Holy và vẫn có Big Hurt. Đều vẫn đủ cả anh em ạ. Far West. Tấn công thôi. 141k. Big Hurt sẽ là 170k. Swap này anh em. Đây, tấn công đó. Mày chạy đâu, 171k này. Bé nữa. Con này sẽ bị khắc hệ anh em ơi. Chúng ta sẽ còn khoảng 3 trận ở phần Loot Battle này. 6 trận ở phần đánh nhau bạn bè này. Nữa là sẽ xong nhiệm vụ của tối ngày hôm nay. Map thì anh em nhớ xem ở bên kia nha. Sẽ có map nha. Rồi, Loot Battle này. Chúng ta trong 3 ngày cả. Hơi lâu ấy. Team đây. Team thì vẫn sẽ luyện cho team này thôi anh em. Cũng chẳng sẽ luyện cho team nào khác cả. Đúng không? Ok. Chiến đấu tiếp này. Mấy con này đánh kiểu gì đây? Có sấm sét à, đúng rồi, mình có khắc hệ được nó anh em ạ. Đánh nó gần chết trước đã, như thế này đã này. Xong rồi chuyển con kia nha. Uống nước chanh tí cho nó mát. Nước chanh rất là mát luôn. Đấy, Tesla Ray 33.000 máu, tốt. Rồi, chúng ta sẽ swap thêm Dragon nha anh em. Hệ pua đây, tấn công 53.000 máu, ok. Con này cũng sẽ như vậy. Primer anh em ơi, tấn công phát này. 88.000 máu, xong nha. Team này cũng đã đai. Cho còn một trận và hai trận nữa sẽ xong. Bên này sẽ là gì đây? 72.000 máu à, ánh sáng à. Ánh sáng thì phải bóng tối, đây là bóng tối rồi à. Luyện tròn kia lên bắt mắc cấp độ A cộng thì thôi anh em ạ. Sẽ chuyển con khác. Đây, bóng tối này. Ui, không chết à? Ui, đập phát chết luôn anh em ạ. Con này level bao nhiêu? Level 40 ạ. Ui, có khi team này mình là mình die rồi. Con này xác định rồi. Quá trận này mình die mất rồi anh em. Cay thật sự. Nó còn một con tension. Vẫn còn một con tension nữa này. Mình die rồi. Quay khắc hệ không nhỉ? Không khắc hệ anh em ạ. 40 đầu với 40. Nó khỏe hơn đấy. Nó khỏe hơn chúng ta. Mình mà trụ được một phát thôi mình sẽ thắng. Nhưng mà mình không trụ rồi. Dùng một game thôi anh em. Quyết tâm không để chết đúng không? Quyết tâm không để thua. Rồi chúng ta sẽ claim thêm được điểm bên này. Một trận, hai trận nữa là sẽ xong nha. Khá nhanh. Không quá lâu. Queen Faye. Queen Fire, con này tên là Queen Fire. Ôi chết luôn ạ. Chết luôn ạ. Có mỗi con Queen thôi. Họ có mỗi con Queen thôi. Xong con này rồi. Chúng ta đánh xong con này thì còn một số trận với bạn bè nữa là sẽ xong. Cái này cứ để như ngày xưa có vẻ tốt không? Đánh đang phê nhỉ. Một tên lại tắt cái này đi, hơi bị bực mình nè nhỉ. Ok, đợi xíu nó vào ngay bây giờ đây. Rồi, Challenger Lox vẫn là Hisuga, Toshiro vẫn luyện tập này thôi anh em. Tension thôi. Bây giờ luyện hết sức cho những con Heroic đã lên cấp đi. Để khi nào sẽ có một cái dịp sẽ cần đến nó anh em ạ. Hades Dragon. Sấm sét này, 31k, bé nào lên nữa? Bé Mus. Ok. Con hệ bùn. Element Dragon với hệ đất anh em. Vẫn là kim loại thôi. Tấn công thôi. Xong nha. Bây giờ ta sẽ chuyển qua. Cho đánh khoảng tầm khoảng 6 trận nữa đúng không? 6 trận cơ. Hisuga Toshiro. Cái này nó lag lâu quá. Chắc mình đánh khoảng 2 trận thôi anh em. Tại vì nó loát lâu quá. Tension.
Tessian Dragon. Đây rồi. Có Tessian Dragon và để tập luôn anh em. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tấn công với chiêu Leaf Drain. Đấy. Nào. 4000 máu à? Vẫn được cho này thôi anh em. Ok, đã xong, đã xong. Vẫn chiêu chiến binh này. Vẫn chiêu chiến binh, tấn công nó luôn. Quá nhanh luôn anh em. Rồi, chúng ta sẽ tấn công cái này đã xong nha anh em. Và mình sẽ kết thúc nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City nha anh em. Bye bye.